Môi son màu huyết dụ. Tác giả Hoài Thư. Tập 8. Dành dành nhìn thấy An Tuyên của quá khứ vừa khỏe mạnh, vừa khí chất rạng ngời thì vô cùng hạnh phúc. Thì ra, anh của quá khứ đã từng đẹp tới như vậy. Chỉ từ khi gặp cô, anh mới không ngừng gặp biến cố. Tuy nhiên, cô tin rằng bản thân có thể làm lại, có thể giúp anh và cô vượt qua những điều không tốt của ngày trước. Nhất định lần này, cô và anh phải hạnh phúc viên mãn. Dành dành rưng rưng nhìn An Tuyên. Thiếu gia, người không nhận ra tôi sao? An Tuyên vẫn ngồi trên xe hơi, cau mày nhìn dành dành. Mất một lúc, anh mới giãn cơ mặt một chút. Dành dành cứ ngỡ anh nhận ra mình thì sẽ vui vẻ chào đón. Nhưng cô lầm. An Tuyên lãnh đạm. Cô là người vừa được Hoàng Ngân cứu ở hồ, đúng không? Tại sao lại biết nhà của ta? Dành dành không thể nói là cô nhớ vì cô đã từng cùng anh sống hạnh phúc ở nơi đây. Mà có nói thì chắc chắn anh cũng không tin. Cô khổ sở cười. Anh thở hắt ra, nhếch môi, coi thường rồi nhìn cô đầy chán ghét. Lại là ăn mày ăn giả. An Tuyên móc trong bóp ra mấy tờ bạc, quẳng vào mặt dành dành. Đó, cầm lấy đi. Đừng có lảng vảng ở đây mà làm bẩn mắt ta. Nói xong, anh đóng cửa xe rồi đi vào phủ. Dành dành sững người, không có chấp nhận nổi. An Tuyên ngọt ngào đáng mến của cô, sao lại thành kẻ không có tim không tình như thế này? An Tuyên này không giống An Tuyên của cô. Đang đứng ngẩn ngơ, dành dành bị lúa xô mạnh, té nhào xuống đường để tránh chỗ cho xe hơi của An Tuyên đi vô. Cô bị té, đập đầu xuống đường, toàn thân đau buốt, cánh cổng sắt đóng sập, kéo theo một vết cắt trong tim cô. Đau quằn quại. Cô đã quay về quá khứ để tìm anh. Người vẫn còn đó, nhưng tình yêu thì không. Cô không phải là Chu Nhi đáng yêu của An Tuyên, không phải là người dẫu cho phải hy sinh tính mạng, anh cũng sẽ yêu cô. Dành dành đau đớn, bật khóc. Cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cả hai trở về nơi bắt đầu, còn hơn cả một con số không tròn chỉnh. Cô thậm chí không có được cảm tình của An Tuyên. Nhìn số tiền anh ném trên mặt đất cho cô, tim cô tan dở thành từng mảnh. Bất ngờ, trời nổi gió, những tờ tiền lay động định bay đi thì có một bàn tay nhanh chóng lùm nó lại. Dành dành ngẩng mặt lên, người đó không ngờ lại là Hoàng Ngân. Anh lụm tiền rồi bước đến chìa ra trước mặt cô. Sao lại để người khác coi thường cô như vậy? Không thể sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ hơn sao? Tôi đã nói An Tuyên là người cô không có nên động vào rồi mà. Dành dành thôi nức nở, nhưng nước mắt thì vẫn theo dòng lăn ướt má. Cho đến khi bình tĩnh hơn, cô nhìn Hoàng Ngân mà nói. Công tử, người có thể cưu mang tôi không? Hoàng Ngân không mấy ngạc nhiên, thậm chí anh còn biểu lộ nét vui. Được, chúng ta về nhà thôi. Hoàng Ngân gọi xe để hai người cùng về. Anh cẩn thận đỡ dành dành lên xe. Lúc này anh mới hỏi. Tôi có thể gọi tên cô là cái gì? Dành dành suy nghĩ một lúc rồi đáp. Hãy gọi tôi là Chu Nhi, thưa thiếu gia. Ngày xưa, dành dành chỉ để tâm đến mỗi một mình An Tuyên. Vậy nên xuất thân của Hoàng Ngân ra sao, anh có cuộc sống như thế nào, đa phần cô không có quan tâm. Tuy nhiên, ở quá khứ, Hoàng Ngân đối với dành dành cũng không tệ. Anh là người luôn ở bên giúp đỡ cho An Tuyên và cô có thể ở bên nhau. Vì vậy, ở hiện tại, dù chỉ là mới gặp mặt, cô cũng cảm thấy rất tin tưởng anh. Hoàng Ngân đưa dành dành về nhà của mình. Anh sống cùng cha mẹ ở phủ Sen Vàng. Anh là con trai thứ hai của gia đình. Sau anh còn có một cô em gái, xứng danh với nhị công tử có gia thế thứ hai trong thành đô. Phủ Sen Vàng là một nơi mang đậm phong cách cổ truyền Việt Nam với kiến trúc nhà ba gian, ao sen, giếng nước, đình trà.
Hoàng Ngân đi trước, Dành Dành bẽn lẽn bước theo sau anh. Gia nhân mở cổng cho họ, cứ nhìn chằm chằm vào người con gái mà thiếu gia vừa mới đưa về. Dành Dành hơi ngượng, chỉ có thể cúi gằm mặt mà bước đi. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, gia nhân cho rằng thiếu gia lại động lòng trắc ẩn đem người ăn mày ngoài đường về cưu mang, giống như đa số những gia nhân hiện có ở biệt phủ Sen Vàng. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như họ dự đoán khi thiếu gia đứng trước mặt ông bà chủ mà tuyên bố. Đây là bạn của con, cô ấy gặp chút chuyện không có may nên lưu lạc đến thành đô. Con mong cha mẹ có thể cho phép cô ấy ở trong nhà chúng ta một thời gian. Dành Dành đang cúi đầu liền ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Ngân. Cô đinh ninh sẽ được phân phó làm gia nhân trong nhà, nhưng ai ngờ lại là bạn cũ của Hoàng Ngân. Bây giờ, Dành Dành mới nhìn mặt cha mẹ của Hoàng Ngân. Họ không làm kinh doanh mà làm việc trong các cơ sở công quyền nên dáng vẻ nhìn đạo mạo chỉnh chu, nghiêm khắc. Dành Dành nhìn lại bộ dạng ăn mày của mình mà ngán ngẩm thay. Cô ninh ninh rằng cha mẹ Hoàng Ngân sẽ mắng cho hai người một trận rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng không, mọi chuyện diễn ra thật sự ngoài sức tưởng tượng của Dành Dành. Khi mẹ của Hoàng Ngân bước tới nâng cầm cô lên, bà nhìn cô một lúc rồi hỏi: quê quán của cháu ở đâu? Sao lại để ra nông nỗi này? Ở kiếp trước, vì Dành Dành tưởng mình đã hại chết Tài Kiến nên nửa đời sau phải sống chui lủi. Bây giờ thì cô biết rồi, bản thân cô vốn rất trong sạch, không cần phải sợ ai cả. Cô tự tin đáp: thưa bà, nhà con ở làng Đông, cách thành đô rất xa. Con bị gả cho một người chồng khờ, cha chồng con không tốt, còn định hại đời con, nên con phải tháo chạy, cuối cùng đến đây. Nghe cô nói xong, gia đình Hoàng Ngân cùng nhau trút một hơi thở dài. Mẹ Hoàng Ngân, bà Thạch Thảo, nhìn cô đôi phần trìu mến hơn. Bà đặt tay lên vai cô dỗ nhẹ: còn nhỏ mà sao số phận quan trái quá vậy? Thôi, ngồi xuống đây đi đã. Bà Thạch Thảo quay về chỗ cũ, đồng thời ra hiệu cho Hoàng Ngân và Dành Dành được ngồi xuống nói chuyện. Vậy sao hai đứa lại là bằng hữu? Dành Dành bối rối ra mặt. Cô nhìn Hoàng Ngân đang ngồi ở ghế bên cạnh với ánh nhìn cầu cứu. Hoàng Ngân như đã chuẩn bị từ trước, anh đáp rất trôi chảy: dạ, cha mẹ có nhớ gần đây con đi thực tế ở ngoài tỉnh không? Con quen Chu Nhi vào lần đó, cổ buôn bán ở chợ, con lạc đường thì gặp được cô ấy giúp đỡ nên thành ra quen. Hai ông bà cùng gật gù ra điều đã hiểu. Bây giờ cha Hoàng Ngân, ông Hoàng Minh mới mở lời: bạn bè hoạn nạn có nhau, thôi thì cứ để bạn của con tạm thời ở đây đi, mọi chuyện còn lại con cứ tự sắp xếp, cha mẹ không có ý kiến. Cả Hoàng Ngân và Dành Dành đều vui mừng khó tả. Họ cùng nhau rồi mỉm cười. Hoàng Ngân đối đãi thật sự rất tốt với Dành Dành. Xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh sắp xếp phòng tốt cho Dành Dành, còn cắt cử người hầu chăm sóc cho cô. Đây đúng là một lần tái sinh hoàn hảo. Buổi trưa tại trường đại học Thành Đô, sinh viên đang tản mát ra về. Dành Dành mặc một chiếc áo dài màu xanh lá trà, rất dịu dàng, nền nã. Cô đứng bên cổng, cầm một cái dù nhỏ màu trắng, cúi đầu đưa chân đá mấy chiếc lá vàng rụng rơi dưới vỉa hè. Bên đường, mấy chiếc xe hơi và xe kéo đang đợi các tiểu thư và công tử trở về. Dành Dành bện tóc hai bên, dáng người nho nhỏ, gương mặt xinh xắn đáng yêu, khiến cho đám sinh viên kia đi qua đi lại ai cũng phải nhìn ngó. Có mấy anh thư sinh quen mặt cô rồi, bởi nửa tháng nay ngày nào họ cũng thấy cô với cái dù nhỏ đợi chờ ai đó. Đang đứng thẫn thờ, bỗng nhiên Dành Dành bị nhóm 4-5 thanh niên vây quanh, khiến cô hơi sợ. Một nam thanh niên tiến gần cô nhất, cười cợt chọc ghẹo: chà, tiểu thư con gái nhà ai mà ngày nào cũng đứng đây vậy ta? Không biết tôi có thể hỏi quý danh của tiểu thư được không? Dành Dành mặt hoang mang, cô siết chặt hai tay vào cán dù. Tôi không nói chuyện với người lạ, xin công tử thứ lỗi. Cả đám thanh niên cười rộ lên nhìn nhau. Tên công tử kia lại nói:
Sao mà là người lạ được? Tiểu thư đứng đây mỗi ngày tôi đây đều gặp tiểu thư. Nói như vậy, nghĩa là chúng ta đã quen nhau nửa tháng rồi đó, phải không anh em? Mấy thanh niên khác phụ họa theo. Phải phải đó, An Đông nói phải. Tiểu thư à, cô là phúc ba đời mới được thiếu gia An Đông để ý đó. Thiếu gia An Đông chính là đệ nhất thiếu gia ở thành đô này. Làm bạn gái của thiếu gia thì không có thiệt đâu. An Đông định nắm lấy bàn tay của Dành Dành. Phải đó tiểu thư à, đi chơi với tôi ngang. Dành Dành tránh tay đi, càng lùi về sau thì An Đông càng tiến tới. Cô cứ ngỡ những nam sinh có ăn có học thì sẽ cư xử đúng mực. Ai ngờ cũng có kẻ xấu người tốt. Dành Dành nhìn về phía cổng trường. Hoàng Ngân vẫn chưa xuất hiện khiến cô lo lắng bội phần. Nhà của Hoàng Ngân ở gần trường Đại học Thành Đô. Cô mượn cớ đến đón Hoàng Ngân tan học để có thể nhìn thấy An Thuyên một chút. Những ngày qua, mọi chuyện đều khá suôn sẻ. Tuy An Thiên vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt với cô, nhưng ít nhất anh và cô còn có thể gặp được nhau trong giây lát. Như vậy cũng đủ làm cho cô hạnh phúc rồi. Thật không ngờ hôm nay lại gặp phải đám thanh niên này. Cô định tung chiêu mắng cho bọn chúng một trận, phá vỡ hình tượng tiểu thơ yểu điệu thục nữ. Thì An Đông đã bị nắm lấy gáy lôi ngược về phía sau. Đám thanh niên dạt về hai bên, nhường lối cho một thanh niên bảnh bao xuất hiện. Đôi mắt hoang mang của Dành Dành lập tức long lanh khi người giải thoát cô lại là An Tuyên. An Tuyên vẫn giữ mặt lạnh, tay không rời khỏi cổ của An Đông. Cậu nói cái gì? Đệ nhất thành đô? Nè, An Đông, tôi còn chưa chết mà, cậu dám vuốt râu hồm hay sao? Mấy tên đồng bọn của An Đông sợ rúm ró, không có dám nhìn vào mặt của An Tuyên. An Đông mặt vàng như nghệ. Anh An Tuyên, em chỉ nói giỡn chút thôi mà. An Tuyên nhìn về phía Dành Dành, hỏi với giọng bình tĩnh. Cô có làm sao không? Dành Dành lắc đầu, An Đông cũng vội vã thanh minh. Ủa, em còn chưa làm gì cổ mà, em chưa có đụng vô. An Tuyên siết mạnh vào cổ áo của An Đông hơn, làm cậu ta la hoài quái. Đừng có động vào cổ, biết chưa? Dạ, em biết rồi. Đám thanh niên kia là sinh viên năm nhất, còn An Tuyên là sinh viên năm thứ ba. Dù không kể tới địa vị trong giới thượng lưu, thì địa vị trong trường học cũng khiến cho bọn chúng không có dám láo với anh. Đám người kia đã rời đi, Dành Dành thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn An Tuyên, còn định bước đến cảm ơn anh, thì anh đã quay lưng bỏ đi. Cô ngẩn người hụt hẫng, trong trái tim như có kim châm, cô vô thức thốt lên. An Tuyên! An Tuyên dừng lại thật. Cô hạnh phúc đến muốn khóc. Tuy nhiên, anh quay lại tiến gần cô hơn và mắng. Tên của tôi không phải để cái loại người như cô gọi, biết chưa? Dành Dành đau lòng vô hạn, nhưng vẫn phải cố gượng cười. Tôi xin lỗi. Tại tôi gấp quá. Tôi chỉ muốn cảm ơn công tử đã giúp đỡ. Tôi không có giúp cô, là tôi giúp Hoàng Ngân. Cậu ta đã tan học sớm rồi, không còn ở trường nữa. Cô mau về đi. Từ nay về sau đừng có tới trường nữa. Chỉ làm phiền Hoàng Ngân thêm thôi. Đúng là một kẻ phiền phức. Vừa nói, An Tuyên vừa cau mày. Lần này thì anh bỏ đi thật sự. An Tuyên leo lên xe, Dành Dành cũng không dám gọi tên anh nữa. Cô đứng bất động, dõi mắt nhìn theo bóng xe của An Tuyên khuất dần bên đại lộ. Cảm giác người mình yêu ở ngay trước mặt, nhưng lại không nhận ra mình, thật sự rất đau đớn. Ở phủ Sen Vàng, vì đã được cho ăn ở không có tính một đồng nào, nên Dành Dành cũng tranh thủ học một chút nữ công gia chánh từ đầu bếp để có thể phụ giúp một chút việc nhỏ trong gia đình. Lau dọn, làm vườn thì chắc chắn cô không có được động vào, chỉ còn việc vào bếp là có thể được Hoàng Ngân chấp nhận. Trưa hôm đó, Hoàng Ngân không biết đã bận đi đâu không về. Cậu cả thì đã lập gia đình riêng, không còn ở nhà nữa. Chỉ có ông bà Hoàng Minh cùng cô con gái út năm nay 15 cùng ăn trưa. Dành Dành từ ngày đến phủ thì không dùng cơm chung với gia đình mà được ăn riêng tại phòng. Hôm nay sau khi giúp đầu bếp mang món lên, cô cũng định bụng rời đi thì bà Thạch Thảo gọi lại. Chú Nhi, con ngồi lại ăn cơm với chúng ta luôn đi.
ông Hoàng Minh không biểu lộ gì, chỉ có cô con gái tên Ngọc Oanh là tỏ ra sửng sốt. Dành dành cũng hơi ngượng, cô khép nép. Dạ thôi, con sẽ ăn sau, ông bà cứ ăn trước đi. Bà Thạch Thảo mỉm cười hiền từ. Là người nhà cả mà, đừng có ngại. Lại đây, ngồi đi, mất công chúng ta phải đợi con thêm nữa đó, đồ ăn nguội hết rồi. Ngọc Oanh bĩm môi rồi dùng dằn nói với mẹ. Mẹ à, chị ta sao mà là người nhà của chúng ta được chứ? Không xuất thân, không địa vị, được anh ba lụm ở ngoài đường về thì làm sao có cửa làm người nhà của chúng ta? Mấy lời của Ngọc Oanh khiến cho cha mẹ phải tối mặt. Ông Hoàng Minh nghiêm khắc nhìn con, Ngọc Oanh vì vậy mà khép nép cúi đầu. Con xin lỗi cha. Dành dành biết thân phận, tuy nhiên khi bị Ngọc Oanh nói thẳng mặt thì cô vô cùng tổn thương. Cô đang định quay đi thì bà Thạch Thảo rời khỏi chỗ ngồi, trực tiếp dẫn cô ngồi xuống bên cạnh bà. Con đừng nghe con bé này nó nói bậy, nó còn nhỏ, không có hiểu biết nên ăn nói bậy bạ thôi. Ngọc Oanh vẫn không cam lòng, phải đớp chát thêm một câu mới vừa bụng. Mẹ là giống anh ba rồi, riết rồi cái nhà này như trại tị nạn vậy đó, ai khó khăn là cứ về đây hết. Ông Hoàng Minh gắt lên. Con có thôi đi không, hả, Ngọc Oanh? Cha có dạy con ăn nói hồ đồ thiếu lễ phép như vậy sao? Chị Chu Nhi dẫu không có phải là người nhà thì cũng lớn tuổi hơn con phải biết cư xử chứ. Từ nay, Chu Nhi sẽ cùng ăn cơm với gia đình chúng ta, không chỉ con mà bất cứ ai còn lải nhải thì đừng có trách cha. Được sự bảo vệ của ông bà Hoàng Minh, trái tim nhỏ, lạnh lẽo, héo hon của Dành Dành như được sưởi ấm. Cô lần đầu tiên cảm nhận được có người lớn bảo vệ mình là như thế nào đó. Bà Thạch Thảo gấp thức ăn vào chén cho cô rồi nói. Con ăn đi. Mấy ngày qua chúng ta biết con đã rất để tâm vào việc bếp núc. Chúng ta ăn rất ngon miệng. Lâu nay sợ con ngại và lại con đang bị thương nên chúng ta để con ăn riêng. Bây giờ ổn định rồi thì ăn với nhau đi. Nhà này cũng không có bao nhiêu người. Ăn với nhau cho có tình cảm. Con là bạn của Hoàng Ngân thì cũng là con cháu của chúng ta. Đừng nghe con bé Ngọc Oanh mà phiền lòng nghe không? Nửa tháng nay sống trong nhà này chắc con cũng biết đó. Chúng ta không phải kiểu người cậy quyền mà ức hiếp người. Thậm chí đến một nửa gia nhân trong nhà đều là chúng ta cưu mang về. Hàng tháng vẫn đi chùa, mỗi ngày rằm lại phát tâm nấu cơm chay để phát từ thiện. Chúng ta nói vậy là để con biết chúng ta không có chê hoàn cảnh của con. Từ nay, hãy sống thoải mái ở cái phủ này. Phủ giúp ta coi sóc dịp bếp núc, vậy là được rồi. Con thấy có được không? Dành dành chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, môi mỉm cười hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn ông bà. Đừng có gọi chúng ta là ông bà, nghe xa cách lắm. Từ bây giờ gọi là cô chú đi ngang. Dạ, dạ, cô, chú. Bà Thạch Thảo đưa tay gạt nước mắt cho cô, rồi cả nhà cùng ăn cơm. Ngọc Oanh bị cha mắng nên không dám nói gì nữa. Tuy nhiên, trong lòng thì vô cùng căm ghét Dành Dành. Buổi tối tại biệt phủ Sen Vàng. Nghe nói em đã bị quấy rối khi tới trường đón anh, đúng không? Dành Dành đang đọc sách bên cửa sổ thì Hoàng Ngân xuất hiện trước mặt cô lúc nào không hay. Nhìn mặt anh nghiêm nghị, cô khẽ nhếch cười làm hiền. Chỉ là mấy thanh niên hỏi thăm em một chút thôi, anh không phải lo lắng đâu. Hoàng Ngân không vào trong phòng mà đứng bên hiên nói chuyện với cô. Hỏi thăm? Em còn định giấu anh nữa hả? An Tuyên đã gọi điện thoại cho anh và mắng cho anh một trận vì mang em tới trường đó. Cậu ta nói đám người của An Đông xém thì đã kéo em đi rồi. Dành dành xếp sách lại nhìn anh. Nếu không phải do anh đi đâu mất mà không cho em biết một tiếng thì em cũng đâu có đợi anh đến lâu như vậy đâu. Giả lại cũng nhờ mấy người đó mà An Tuyên đã nói với em. Dành dành nhoẻn cười buồn, ánh mắt mơ màng nhìn vào bầu trời đêm ở bên ngoài cửa sổ. Chỉ có điều anh ấy vẫn ghét em thôi à. À mà nè, hôm nay anh đã đi đâu vậy? Anh đi làng Đông. Nghe nhắc đến làng Đông, gương mặt Dành Dành liền buồn bã. Hoàng Ngân nói tiếp.
anh đã giúp em xử lý cái chuyện hôn sự với nhà Kiến Tài rồi. Cha mẹ em cũng đã được trả xong nợ. Bây giờ em có thể an tâm về họ rồi. Dành dành thở dài, cô vẫn nặng lòng với cha mẹ. Chỉ có điều kiếp trước đã bị họ lừa đến thân tàn ba dại, nên kiếp này cô quyết định không gặp lại họ nữa. Em cảm ơn anh nhiều. Anh giúp em nhiều việc quá. Em thật không biết lấy gì báo đáp. Tình cờ cô quay sang nhìn Hoàng Ngân, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang phủ lên mình. Cô không dám nhìn lâu, rồi đứng dậy khỏi bàn đọc sách. Anh có muốn ăn chút gì cho ấm bụng không? Em sẽ làm mì vành thánh cho anh ăn nghe. Hoàng Ngân không phật lòng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, được, rồi cùng Dành Dành đi về khu bếp. Không bao lâu sau, đã đến sinh nhật của Hoàng Ngân. Thường thì anh không có tổ chức sinh nhật, nhưng vì muốn giúp cho Dành Dành có cơ hội gặp An Tuyên, nên Hoàng Ngân quyết định sẽ làm một bữa tiệc thân mật dành cho bạn bè tại gia đình. Để cho cô nhìn được tươm tất hơn trong bữa tiệc tối nay, bà Thạch Thảo đã đích thân đi may cho Dành Dành một cái váy tân thời vô cùng xinh đẹp. Cái đầm màu hồng phấn dài qua gối, tay áo kết hợp ren mỏng và cổ áo được thiết kế không có quá kín, khiến cho Dành Dành vừa nhìn sang trọng lại thật là đáng yêu. Cô đang soi mình lại trước gương, dặm thêm một chút phấn, chút son hồng. Cô đang rất vui vẻ vì nghĩ đến việc tối nay sẽ được gặp lại An Tuyên. Thì bất thình lình, Ngọc Oanh xuất hiện phía sau lưng cô từ khi nào. Cô bé mặt mày cau có, tay khoanh trước ngực chầm chầm nhìn cô. Dành Dành gượng cười khơi qua nhìn Ngọc Oanh. Sao em vào mà không gõ cửa, làm chị giật mình hả? Đây là nhà của tôi, mà tôi cũng phải cần gõ cửa sao? Biết Ngọc Oanh không ưa gì mình, nên Dành Dành cũng hạn chế gây chuyện với con bé. Cô cũng nợ ân tình của Hoàng Ngân rất nhiều. Vì vậy cô nghĩ nhẫn nhịn Ngọc Oanh một chút cũng không sao. Cô không nên khiến cho Hoàng Ngân phải khó xử. Ngọc Oanh đưa mắt soi mói Dành Dành từ đầu đến chân. Cô bé đi vòng quanh Dành Dành rồi mỉa mai. Chị đừng có tưởng dùng cái nhan sắc này quyến rũ được mẹ tôi và anh trai tôi thì có thể trở thành con dâu nhà này. Cái loại như cô không có xứng đáng làm vợ của anh trai tôi đâu. Đũa móc mà đòi chòi mâm son. Dành Dành ở trong lòng vô cùng khó chịu khi bị một con bé nhỏ hơn mình lên mặt. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ôn hòa mà đáp. Em nói cái gì vậy chứ? Chị không hề có ý định làm vợ anh trai của em. Chị và anh ấy thực sự chỉ là hai người bạn mà thôi. Ngọc Oanh không tin, cô bé cười cợt. Mấy lời này tôi nghe đã chán tai rồi. Người phụ nữ nào tiếp cận anh tôi mà không có nói tới câu đó chứ? Đúng là rẻ mạt. Ngọc Oanh đứng đối diện Dành Dành hất cằm. Nè, để tôi nói cho chị biết nghe không? Rồi chị cũng sẽ như những con nhỏ trước đây đến gần anh trai tôi thôi. Sẽ bị đá khỏi cuộc đời anh ấy sớm thôi. Vì vị hôn thê của anh tôi chỉ có một người duy nhất xứng đáng. Chị chắc chưa được nghe đến đâu, đúng không? Hôn thê của anh ba là Thanh Trà, đại tiểu thư con gái của thống đốc ngân hàng Thành Đô. Dành Dành thật sự ngạc nhiên. Đúng là cô chưa từng nghe đến việc Hoàng Ngân có hôn thê định ước. Ở kiếp trước, cô chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình và An Tuyên, nên cuộc sống của người khác, nhất là Hoàng Ngân, thì cô không có để ý. Cô nhớ mang máng, ở kiếp trước, Hoàng Ngân đã kết hôn, anh ấy cũng không mời cô đến dự vì thời điểm đó cô đang phải điều trị sau chấn thương. Cuộc sống hôn nhân anh ấy ra sao, cô cũng không biết, bởi sau khi quay lại Thành Đô, thì cô bị giam lỏng tại biệt thự Venus. Càng nghĩ, cô càng thấy kiếp trước của mình thật quá nhiều thiếu sót. Bởi vậy, cô càng có quyết tâm sống tốt, làm nhiều điều tốt ở kiếp này hơn. Thấy Dành Dành ngẩn người, im lặng không nói gì, Ngọc Oanh lại tưởng cô đang sốc và buồn vì Hoàng Ngân có hôn thê. Ngọc Oanh nói tiếp. Tôi khuyên chị biết thân biết phận, đừng có để tôi phải chướng mắt. Nếu không, thì ngay cả mẹ tôi cũng không che chở cho chị nổi đâu. Dành Dành bật cười. Dù cho cô bây giờ mới 18 tuổi, nhưng tâm hồn vốn dĩ đã già đi. Nghe mấy lời khích bác của Ngọc Oanh, chỉ thấy con bé quá trẻ con.
Ngọc Oanh rất khó chịu khi thấy Dành Dành cười cợt mình. Chị cười cái gì? Tôi cười cho cái kẻ mang danh là em gái của Hoàng Ngân, nhưng lại hành xử như một người dân thô lỗ. Cô không có thương anh cô một chút nào. Ngọc Oanh bị phản đòn rất đau, cô bé lắp bắp. Cái gì hả? Tôi chính là em gái của anh ba. Người thương anh ba nhất không là tôi thì còn ai nữa chứ? Dành Dành nhìn thẳng mặt Ngọc Oanh, nét mặt nghiêm nghị. Cô thương anh ba cô à? Vậy tôi hỏi cô biết anh ba cô thương ai không? Dĩ nhiên là chị Thanh Trà rồi. Thanh Trà. Nếu anh ba cô thực sự có cảm tình với Thanh Trà, thì cô đâu cần phải sốt ruột đến tận đây dằn mặt tôi. Cô bé à, không phải cô nên hỏi anh trai cô yêu ai, thương ai, rồi mới ủng hộ anh ấy hết mình hay sao? Cứ ích kỷ chị nghĩ đến cảm giác của bản thân như vậy, thì bao giờ cô mới trưởng thành đây? Đúng là trẻ con mà. Bấy lâu nay, Ngọc Oanh tưởng Dành Dành hiền lành, dễ bắt nạt. Có ai ngờ, cô ta có thể mắng người không dấp một câu. Dành Dành mắng xong, thì xuống bếp cùng gia nhân chuẩn bị bàn cỗ sinh nhật. Ngọc Oanh thì vẫn còn sốc, cứ đứng bần thần ở đó mãi mới chịu rời đi. Đúng như lời Ngọc Oanh nói, tiểu thư Thanh Trà rất duyên dáng, xinh đẹp, ngọt ngào như một viên kẹo ngọt. Thanh Trà cũng tầm tuổi như Dành Dành, tuổi 18, thanh khiết. Dành Dành vốn không có ý định tranh giành với Thanh Trà, nhưng cô không giải thích rõ ràng cho Ngọc Oanh biết vì muốn đích thân mình kiểm tra xem Thanh Trà có thực sự tốt với Hoàng Ngân hay không. Không thể thương anh như anh muốn thì cô sẽ giúp anh chọn một người vợ như ý. Dành Dành bận rộn cùng gia nhân chuẩn bị bàn tiệc cho tươm tất. Tuy nhiên, mắt vẫn để ý về phía cổng để xem lúc nào thì An Tuyên xuất hiện. Bữa tiệc này, cô chỉ chờ có một mình anh thôi. Tuy nhiên, người cô chờ mãi không đến, còn Ngọc Oanh và Thanh Trà thì đã lườm cô muốn rớt con mắt ra ngoài. Hoàng Ngân bất ngờ xuất hiện phía sau, làm cho cô giật mình. Ủa, anh xuất hiện không một tiếng động, làm em giật mình đó. Hoàng Ngân cầm lấy dĩa đồ ăn ở trên tay, cô đặt nó xuống bàn rồi nghiêm nghị. Mấy cái việc này không phải để cho em làm, để gia nhân làm đi, ra ngoài tiếp khách với anh. Nói xong, anh nắm tay kéo cô ra phía quan khách đang đứng ngồi tản mát thành cái nhóm trò chuyện với nhau. Thấy Hoàng Ngân nắm tay Dành Dành, Thanh Trà ghen đỏ mắt. Dành Dành cũng hơi ngại, muốn gỡ tay ra, nhưng Hoàng Ngân không chịu. Thật không may, đúng ngay lúc này, An Tuyên xuất hiện. Anh đi cùng Thục Anh và Giao Châu tới. Ba người họ nhìn thấy Hoàng Ngân nắm tay Dành Dành thì đều lấy làm ngạc nhiên. Dành Dành sợ An Tuyên hiểu lầm, cố gắng lắm cũng gỡ được bàn tay chắc nịch của Hoàng Ngân ra khỏi. Hoàng Ngân làm như không có chuyện gì, bước tới vui vẻ bắt tay với An Tuyên. Bạn của tôi, cậu đến trễ quá rồi đó, tôi đợi có một mình cậu thôi. An Tuyên cười nhạt. Còn cậu cần bạn bè đến sao? Tôi tưởng có người đẹp ở bên cạnh thì cậu quên hết bạn bè rồi chứ. Thục Anh tiến tới, cố ý nắm lấy cánh tay của An Tuyên để gần gũi hơn. Phải đó, công tử Hoàng Ngân bây giờ đang chìm đắm trong men tình, còn nhớ gì đến bạn bè nữa đâu. An Tuyên không thích động chạm với Thục Anh. Cô ta vừa đụng đến anh đã phủi đi. Dành Dành bị ghép đôi với Hoàng Ngân, nhưng cô không có tâm trí để nghe mấy lời đó, chỉ tập trung tối đa vào An Tuyên. Thấy anh vẫn giữ khoảng cách với Thục Anh, thì cô vô thức mỉm cười. Họ không hiểu, họ lại tưởng cô vui vì được ghép cặp với Hoàng Ngân. Trong suốt bữa tiệc, An Tuyên ngoài mặt thì tỏ ra hững hờ, nhưng thực chất lại đang dõi theo Dành Dành. Anh không hiểu tại sao người cứu cô là Hoàng Ngân, nhưng cô lại đặc biệt quan tâm đến mình, lại còn rất nhiều lần gọi tên anh đầy thân thương. Người con gái mới 18 tuổi này khiến anh cảm thấy cô ta không có đơn giản như vẻ ngoài. Điển hình cùng là tuổi 18, Thanh Trà nhìn tươi tắn vui vẻ ngây thơ, còn kết thân với Ngọc Oanh như đôi bạn thân. Dành Dành lại thâm trầm khó đoán, nét dịu dàng của cô phảng phất một chút tang thương mà anh không tài nào lý giải được. An Tuyên không hiểu tại sao mình lại luôn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô khóc.
An Tuyên thường không có hứng thú với những bữa tiệc rượu. Anh luôn phải ép mình tham gia cho có lệ mà thôi. Anh không phải là kiểu công tử nhà giàu thích vui chơi trác tán. Anh rời khỏi bữa tiệc, đi về phía sau hậu viện để tìm chỗ hút thuốc. Vừa mới bước vào hậu viện của phủ thì anh bắt gặp ngay cái cảnh mấy cô gái đang gây sự với nhau. Anh định quay đi thì thấy có bóng dáng quen thuộc ở trong đó. Người con gái phiền phức lại bị hai ba cô gái khác trói quặp tay về sau. Người thì giữ cổ không cho cử động, người đang đứng khoanh tay dáng vẻ thắng cuộc là Thanh Trà, còn cô gái bị bắt giữ kia là Dành Dành. Đứng cạnh Thanh Trà còn có Ngọc Oanh. Anh nhìn sơ qua tình hình cũng biết lý do là cái gì. Vì không muốn dính vào chuyện phiền phức của đám phụ nữ, anh định len lén rời đi. Xong trong lòng lại cứ sốt ruột nên muốn định ở lại một chút xem tình hình ra sao. Ba cô gái đang giữ chặt Dành Dành là gia nhân thân cận của Ngọc Oanh. Thanh Trà vàng mặt. Nghe nói cô là đứa con gái được Hoàng Ngân lụm về. Đã không biết thân phận còn dám tơ tưởng làm hôn thê của Hoàng Ngân. Dành Dành bị người ta bắt giữ bất ngờ. Tuy nhiên lại không biểu hiện một chút sợ hãi nào. Cô nhìn Thanh Trà đánh giá cô ta một lượt rồi nhếch môi. Quá trà, sự đoan trang của cô cũng chỉ đến đó mà thôi. Thanh Trà bị khinh thường ra mặt thì vô cùng ấm ức. Cái gì? Cô nói cái gì hả? Dám coi thường tôi? Thanh Trà cười hắt ra. Cô ta tiến đến gần Dành Dành, toàn tung tay tát cô. Hôm nay ta phải dạy cho cô một bài học để biết vị trí của mình ở đâu. Dành Dành không chút sợ hãi, cô còn không thèm tránh mặt mà nhìn trực diện Thanh Trà. Đánh tôi đi, đánh mạnh vô, để xem là cô thắng hay là tôi thắng. Uổng công là một tiểu thư danh giá, có ăn học mà hành xử như bọn đầu đường xó chợ. Tôi thật sự thất vọng về cách giáo dục của gia đình cô đó tiểu thơ à. Cái tát kia đã định giáng xuống mặt của Dành Dành, nhưng đã bị ngưng lại trên không trung. Thanh Trà không ngờ Dành Dành lại gây gớm hơn cô ta nghĩ. Tay của cô ta trung lên vì giận dữ, cuối cùng đành phải thu tay về. Thanh Trà cố nuốt giận, cười gằn. Cô chỉ là một con nhỏ ăn nhờ ở đậu, lấy đâu ra tự tin nhiều như vậy? Có phải cô nghĩ có Hoàng Ngân bảo vệ nên không còn biết sợ ai? Nói cho cô biết, cô có thể an toàn trong cái phủ này, nhưng ra khỏi cổng sen vàng thì cái kiểu không biết điều như cô liệu có sống nổi hay không? Làm người nên biết vị trí của mình, đừng có tự mãn, cô nghe rõ chưa? Dành Dành cười nhếch môi. Nếu như Hoàng Ngân biết cô bắt giữ tôi ở đây, đòi đánh cả tôi, thì liệu anh ấy có còn muốn kết hôn với cô không? Hả? Tốt nhất, hãy bỏ tôi ra trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn đó. Thanh Trà hơi hoảng hốt. Cô ta rất sợ mất điểm trong mắt của Hoàng Ngân. Cô ta định kêu người hầu thả Dành Dành ra, thì Ngọc Oanh cản lại. Không được thả cô ta ra. Cô ta rất là ma mảnh. Làm sao biết được cô ta sẽ làm gì chúng ta chứ? Dành Dành nhìn qua Ngọc Oanh, nhắc nhở nhẹ nhàng. Em đã quên cha mẹ của em đã dặn dò ra sao rồi à? Chúng ta đã là người nhà, em lại dám bắt trói chị như thế này. Học đòi người ta làm mấy cái chuyện bắt nạt người. Chị mà nói với cha mẹ em thì không biết ông ấy còn cho phép em bước ra khỏi cửa sen vàng nữa bước hay không. Lúc này thì Ngọc Oanh cũng đã bị dọa mất hồn. Cuối cùng hai người họ cũng để Dành Dành được tự do. Dành Dành so hai cổ tay đỏ tấy của mình, phía sau vai còn hơi buốt nhất vì bị đám người này dùng một gậy đánh trúng. Cũng may là trúng vai, nếu mà là đầu thì có lẽ cô không còn toàn mạng rồi. Thanh Trà vẫn ấm ức, cô ta nói. Cô nghĩ bản thân tốt đẹp lắm sao? Quyến rũ hôn phu của người khác thì có gì dễ dàng chứ? Hôn phu của cô, tôi chưa bao giờ có ý muốn tranh giành. Tôi và công tử chỉ là muốn quan hệ bạn bè thân thiết không hơn không kém. Tôi đã có người mình thương, người đó không phải là hôn phu của cô. Cô nói láo, rõ ràng cô và Hoàng Ngân suốt ngày cặp kè nhau, còn rất tình tứ, cô không thích Hoàng Ngân thì ai vô đây thích? Là cô quá ghen tuông nên mới thấy vậy thôi, chúng tôi không có quan hệ gì cả. Tôi cũng không vội vàng mà giải thích,
là để xem vị hôn thê của Hoàng Ngân sắp cưới có tính cách ra làm sao. Hoàng Ngân là một chàng trai tính cách mạnh mẽ, cẩn trọng, tốt bụng. Anh ấy xứng đáng có một người vợ vừa tốt tính vừa hiểu chồng. Tôi rất muốn tác hợp cô với Hoàng Ngân, nhưng xem ra với cái tính cách đầu đường xó chợ này của cô thì tôi cần phải suy nghĩ lại. Cứ làm bạn với Ngọc Oanh đi. Con bé sẽ chỉ cho cô cách sống như thế nào để mọi người ghét. Một tràng giáo huấn của Dành Dành làm cho hai cô gái kia cứng miệng, không thể nói gì thêm. Dành Dành rời đi không thèm quan tâm tới họ nữa. Cô thật sự rất mệt khi cứ phải đấu đá với những tiểu thư tính cách xấu xí như thế này. Điều này làm cho cô nhớ về kiếp trước khi cô bị Thục Anh hãm hại. Dành Dành bị đau dai và tay cho nên quyết định về phòng riêng để kiếm thuốc bôi. Cô đang lục tìm thuốc thì có tiếng đàn ông vang lên phía sau. Cô đúng là một người không có đơn giản. Lần này thì đúng là cô bị dọa cho hồn vía lên mây. Cái chai thuốc đang cầm trên tay liền rớt xuống đất lăn đến mũi giày của An Tuyên. An Tuyên lùm nó lên, nụ cười cợt nhã trên môi. Anh mân mê cái chai thuốc trên tay, mắt nhìn về cô đầy coi thường. Tôi đoán không sai mà, cô là kẻ giả tạo và hai mặt đến đáng sợ. Trước mặt chúng tôi thì tỏ ra mình là một đóa hoa vô hại, sau lưng lại âm thầm xòe gai phun nọc độc. An Tuyên bước đến gần Dành Dành hơn. Nói đi, cô còn giấu chúng tôi những gì? Cô tiếp cận Hoàng Ngân rồi còn cứ bám theo tôi là có âm mưu gì? Dành Dành bị dọa sợ, đứng bám vào mép tủ, tim của cô đập rộn ràng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của An Tuyên. Tôi không có âm mưu gì. Công tử nói cái gì tôi không có hiểu. An Tuyên cười hắt ra một cái. Lại còn đánh trống lảng nữa. Lúc nãy tôi đã thấy hết rồi. Cô đã dọa cho cả Ngọc Oanh và Thanh Trài chết khiếp luôn đó. Bây giờ lại tỏ ra ngây thơ yếu đuối với tôi. Bị ép sát vào tủ khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa, cô sợ mình không kìm lòng được mà ôm lấy An Tuyên ngay bây giờ. Vậy thì mọi kế hoạch của cô sẽ đổ bể hết. Dành Dành định tránh người lách khỏi sự dây hãm của An Tuyên. Tôi không có. Tưởng là thoát được. Ai ngờ cô bị anh nắm tay giữ lại. Vừa ngay chỗ cổ tay bị đau, nối tiếp với bả vai đang bị trật làm cô co người trên xiếc. Trời ơi, tôi đau. An Tuyên thấy cô nhăn nhó kêu đau thì vội buông ra. Cổ tay cô bị làm tổn thương rồi. Tự dưng lúc đó tim của anh nhói lên một nhịp. Cô giữ lấy vai của mình, mặt nhăn nhó đau đớn. Anh sốt ruột hỏi. Cô bị làm sao? Dành Dành nén đau, cô lấy lại chai thuốc trên tay của An Tuyên rồi nói với anh. Tôi phải bôi thuốc, xin phép mời công tử ra ngoài cho. An Tuyên đang giận mà giờ lại cảm thấy mình mới là người có tội. Anh lưỡng lự giây lát rồi mới miễn cưỡng đi ra ngoài. Dành Dành quay lưng về phía anh. Lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi ngưỡng cửa thì cô nói. Công tử chỉ nhìn thấy những gì công tử muốn. Công tử đâu có biết tôi phải chịu tổn thương ra sao vì bọn họ. Mong công tử sau này đừng nhìn mọi việc thiển cận như vậy nữa. An Tuyên quay lại nhìn dáng vẻ nhỏ bé là có phần đáng thương của cô mà xót xa dâng lên trong lòng. Anh cho rằng bản thân đang bị Dành Dành đánh lừa. Tôi sẽ theo dõi cô thật sát sao. Đừng có dùng mánh lới rẻ tiền để làm hại bạn bè của tôi. Đợi cho An Tuyên thật sự rời đi rồi thì Dành Dành mới đổ sập xuống. Cô bám víu vào mạn giường, cố gắng lắm mới ngồi lên được. Sự hiểu lầm của cả hai ở kiếp này càng lúc càng khó giải. Dành Dành không thể để tốn thời gian thêm được nữa. Nếu không nhanh chóng làm cái gì đó thì An Xuyên sẽ rơi vào vòng tay của Thục Anh. Nhờ các mối quan hệ của Hoàng Ngân mà Dành Dành được vào biểu diễn Dương Cầm ở nhà hàng Rose, một khách sạn chuyên tổ chức các bữa tiệc hoàng gia cho các quý bà giới thượng lưu. Bằng vốn liếng đã học được về Dương Cầm ở kiếp trước, Dành Dành tạm thời chỉ có thể đàn một vài bản nhạc cơ bản. Vì được Hoàng Ngân giới thiệu nên nhà hàng cũng không có dám đòi hỏi cô nhiều. Cô được chỉ định chơi đàn ở tầng Diamond, là tầng cao cấp nhất của nhà hàng. Nơi đó đều là các quý bà thượng lưu có địa vị quan trọng.
Dành dành đã chơi bản nhạc mà đại vệ đã dạy cho cô trong suốt một tháng. Mong rằng nó có thể đạt được hiệu ứng như cô mong muốn, sẽ giúp cô thu hút được sự chú ý của các quý bà thượng lưu ở đây. Tuy nhiên, có lẽ là cô đã quá tự tin vào bản thân. Một tuần cô đến đánh đàn ở nhà hàng, không có quý bà nào để ý đến cô cả. Hôm nay cũng vậy, khi tất cả quý bà rời đi, không ai để ý đến nữ nhạc công bé nhỏ đang ngồi buồn ngẩn ngơ bên cái đàn của mình. Dành dành nhìn những phím đàn, cảm thấy bản thân có lẽ đã thua cuộc. Cô đang định đứng lên, thì đột nhiên nhìn thấy một đôi tay chạm lên những phím đàn. Cô nhìn qua, thật không ngờ, người đó lại là đại vệ. Anh đàn những nốt đầu tiên, một bản nhạc hoàn toàn mới. Cô nhìn vào phổ nhạc trước mặt, gió đã đưa nó đến một bản nhạc khác. Và đại vệ đang đàn khuyết những nốt trên đó. Cô hiểu ý, liền giúp anh điền vào những nốt còn khuyết. Cô ngồi xích qua, nhường ghế cho đại vệ cùng ngồi, rồi cả hai cùng hoàn thành bản nhạc một cách thành công. Đúng là thầy giỏi, thì trò học rất nhanh. Dành dành cảm thấy tay nghề của mình có chút khởi sắc sau khi được đại vệ dẫn dắt. Cô xém chút đã nhận anh là người quen, thật may là ngừng lại kịp thời. Đại vệ dĩ nhiên là không biết dành dành. Anh ta nhìn cô cau mày nhẹ mà hỏi. Cô đã học đàn từ ai vậy? Bản nhạc hồi nãy cô đàn, nó nghe thật quen. Nếu như dành dành không biết đại vệ từ trước, không có xuyên không trở về quá khứ, thì có lẽ những lời đại vệ nói hiện tại chỉ là mấy lời tán gái rẻ tiền. Nhưng cô là người đã và đang trải qua điều phi thường của kiếp người, nên cô cảm thấy mọi chuyện thật là huyền diệu. Cô bật cười vô tư với đại vệ. Đại vệ không hiểu sao cô lại vui vẻ như vậy. Tôi nói thật mà, cô nghĩ tôi đang đùa cô phải không? Dành dành lắc đầu. Sau khi bình tâm lại, cô chân thành hỏi đại vệ. Anh có thấy tôi đàn tốt chứ? Đại vệ suy nghĩ một thoáng rồi nói. Không có tốt lắm. Ngoài tinh thần của bài nhạc, thì cô còn thiếu rất nhiều trong kỹ thuật. Tôi không hiểu sao cô lại được chọn làm nhạc công ở đây với kỹ năng khá tệ của mình. Đại vệ luôn thẳng thắn như vậy. Anh luôn biết cách làm người ta khó chịu với những sự thật được nói ra trên môi của anh. Nhưng dành dành không thấy vậy. Gặp lại đại vệ khiến cô rất vui, mặc kệ những điều quan trái trong kiếp trước. Cô biết rằng sắp tới muốn kế hoạch của mình thành công thì phải có sự giúp đỡ của đại vệ. Thấy dành dành nhìn mình ngay người, đại vệ tự dưng lại có đôi chút ngại ngùng. Anh được mệnh danh là trai hư thành đô, vậy mà lại đỏ mặt trước cô gái nhỏ bé đối diện mình. Cô có quen tôi sao? Dành dành gật đầu, đại vệ càng ngạc nhiên hơn. Hôm nay anh chỉ tình cờ ghé qua nhà hàng để uống trà với một vài người bạn. Không ngờ khi đi ngang qua phòng lại cảm thấy tiếng nhạc quen thuộc thu hút mình. Thấy cô, anh cảm thấy tò mò nên mới đứng xem cô đánh đàn. Sau thấy cô xinh đẹp là nảy sinh ý muốn chọc ghẹo cô một chút. Và nhưng mà bây giờ anh lại cảm thấy giống như mình bị cô gài bẫy vậy. Lục trong ký ức của mình, đại vệ không nhớ nổi mình đã từng gặp dành dành ở đâu, tại sao cô ta lại quen anh. Đại vệ ấp úng hỏi tiếp. Sao cô biết tôi? Dành dành ung dung đứng lên, chỉnh đốn lại trang phục mà nói. Công tử đại vệ, học viên trường âm nhạc, một người khó gần và thích hơn thua, đối thủ của công tử là Duy Khang. Tôi nói có thiếu ở đâu không? Dành dành tự tin nhìn thẳng vào mắt của đại vệ. Đại vệ tính ở hiện tại chỉ mới là sinh viên năm thứ hai học viện âm nhạc. Việc anh có ý ghét Duy Khang cũng chỉ mới bắt đầu từ bảng điểm mới công bố ngày hôm qua tại học viện. Không ngờ, ngay cả điều anh mới nghĩ trong lòng mà dành dành cũng đã biết rồi. Đại vệ bắt đầu đề phòng dành dành. Rốt cuộc cô lại. Tôi là Chu Nhi, hiện tại tôi sống tại Phủ Sen Vàng. Tôi biết công tử là một nhân tài về dương cầm. Không biết nhân cơ hội này, liệu tôi có thể nhận công tử làm thầy của mình được không? Tôi thật sự rất muốn bản thân có thể trở thành một nhạc công giỏi. Như bị thôi miên, đại vệ không ngần ngại mà nhận lời ngay.
Anh vốn là đàn ông, không lẽ lại sợ một cô gái nhỏ bé như Dành Dành hãm hại mình sao? Hơn nữa, cũng là anh cố ý tiếp cận cô trước. Đây cũng có thể coi là cái duyên. À, được, tôi sẽ giúp tiểu thư. Đổi lại tôi được cái gì? Lại là câu hỏi này. Câu hỏi ở kiếp trước đại vệ đã từng hỏi cô. Nó khiến cô có chút hoài niệm. Cô mỉm cười. Ngoại trừ tình yêu, bất cứ thứ gì công tử muốn, tôi sẽ hết sức hoàn thành. Đại vệ bật cười trước sự tự tin của Dành Dành. Một nhạc công bé nhỏ như cô thì có thể làm gì cho anh mà có thể mạnh miệng như vậy chứ? Cô có vẻ rất tự tin đó. Cô đang có kế hoạch gì mà lại ăn to nói lớn như vậy? Dành Dành cười nhẹ, gương mặt tràn đầy tự tin. Tôi muốn trở thành hôn thê của công tử An Tuyên. Tôi phải cố gắng hết sức để làm được điều đó. Đại vệ nghe đến cái tên An Tuyên thì mặt biến sắc. An Tuyên? Ý cô nói là đệ nhất công tử thành đô An Tuyên? Dành Dành gật đầu không chần chừ. Đại vệ cười khẩy, có vẻ coi lời nói của cô là quá phô trương. Cô đùa với tôi sao? Ước mơ của cô còn quá lớn rồi đó. Anh có thể không tin, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được nếu anh phụ giúp đỡ tôi. Nhìn thấy cô quyết tâm và rất nghiêm túc, nên đại vệ cũng không có đùa nữa. Anh gật đầu đồng ý làm thầy dạy đàn cho Dành Dành. Họ sẽ luyện tập với nhau tại nhà riêng của đại vệ. Buổi tối hôm đó, Hoàng Ngân và Dành Dành ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài hậu viện sau bữa ăn tối. Dành Dành thông báo cho Hoàng Ngân biết việc mình sẽ học đàn cùng đại vệ thì nhận lại được sự phản đối kịch liệt từ anh. Hoàng Ngân đứng dậy khỏi ghế, thái độ sốt ruột thấy rõ. Không được, em muốn học đàn thì anh sẽ cho em đi học hoặc tìm thầy giỏi về tận nhà dạy cho em. Em không thể đến học ở nhà một người đàn ông không có biết rõ họ là ai. Hoàng Ngân thật sự không biết về đại vệ và cả mối quan hệ bí mật của anh ta và Thục Anh. Chính vì vậy mà anh cảm thấy không có an tâm khi để Dành Dành học cùng một người đàn ông lạ mặt. Dành Dành ôn tồn giải thích. Em rất hiểu người này, anh an tâm đi. Anh ta sẽ không làm gì em đâu. Hơn nữa, anh ta còn là người có thể giúp đỡ em nhanh chóng đến gần với An Tuyên hơn. Lại là vì An Tuyên. Hoàng Ngân bất lực nhìn Dành Dành. Ánh mắt anh buồn bã như muốn nói rằng tại sao luôn là vì An Tuyên. Nhưng hơn ai hết, Hoàng Ngân biết Dành Dành cố chấp với mục đích có thể cưới được An Tuyên. Nên anh không có cách nào ngăn cản. Hoàng Ngân ngồi xuống thở dài rồi đáp. Được rồi, nếu em đã quyết tâm như vậy, anh sẽ không có cản em đâu. Nhưng em nhất định phải giữ mình. Những cái tên công tử thường không có lịch thiệp như vẻ bề ngoài của họ đâu. Đa số những cái tên trong giới thượng lưu đều rất cặn bã. Em có thể bị hại bất cứ lúc nào đó. Dạ, anh, em sẽ cẩn trọng. Dành Dành chỉ luyện tập mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Bên cạnh đó, cô cũng siêng năng tham gia biểu diễn tại nhà hàng để có thể thu hút sự chú ý của những quý bà thượng lưu. Cũng vì lịch trình làm việc quá bận rộn của mình mà cô không còn đến trường đón Hoàng Ngân nữa. Và điều đó khiến cho An Tuyên cảm thấy hơi trống vắng. Mỗi khi tan trường, nhìn về phía mà Dành Dành từng đứng đợi anh lại có cảm giác nhớ nhung. An Tuyên đứng ngẩn ra mấy giây, hồi tưởng về cái dáng vẻ ngọt ngào của ai kia. Cho đến khi bị Thục Anh đánh thức, anh mới bối rối nhận ra là mình đang nghĩ về người mà mình không thích chút nào. Thục Anh thấy anh không có tập trung thì hỏi. Anh đang suy nghĩ gì mà ngay ra như vậy? Không có gì. Sau đó anh nhìn Hoàng Ngân đang chậm chạp đi phía sau. Nè, trưa nay qua nhà cậu ăn cơm được không? Tôi muốn nhờ cậu mấy việc. Hoàng Ngân không biết An Tuyên cần cái gì thì vẫn thoải mái nhận lời. Ừ, được mà. Nói xong thì An Tuyên cùng Hoàng Ngân leo lên xe hơi, để lại Thục Anh và Giao Châu trên vệ đường. Thục Anh lúc nào cũng bị An Tuyên ngó lơ, vậy mà cô ta rất dày mặt bám theo anh không kể ở đâu. Giao Châu bước đến. An Tuyên càng ngày càng có vẻ không có vui gì với cậu đó. Thục Anh hơi quê nên nổi cáu vô cớ. Cậu thì biết cái gì?
anh ấy lúc nào mà không lạnh lùng vậy? Mắng xong thì cô ta hất tóc bỏ đi. Giao Châu đang cười liền tối mặt lại. Cô nhếch môi một cái, thực sự khó chịu với thái độ coi thường người khác của Thục Anh. An Tuyên là quý khách của gia đình, con bé Ngọc Oanh rất thích anh. Anh vốn là thần tượng của nó. Nếu không phải vì anh đã có hôn thê là Thục Anh, thì con bé nó chắc chắn nói cha mẹ gả cô cho anh từ lâu rồi. Bữa cơm gia đình vui vẻ, đầm ấm, tiếng nói cười hàn huyên không ngớt. Tuy nhiên, chỉ thiếu Dành Dành. An Tuyên miễn cưỡng cười nói với gia đình Hoàng Ngân, mắt lại đảo tới đảo lui tìm kiếm Dành Dành đang ở đâu. Ăn trưa xong, An Tuyên ngồi nói chuyện với Hoàng Ngân ngoài hậu viện. Lúc này thì An Tuyên đã không có nhịn được tò mò mà hỏi. Cái cô bé suốt ngày bám lấy cậu đâu rồi? Bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Hoàng Ngân nhàn nhã nhấp ngụm cà phê sữa rồi nói. Đuổi thế nào được? Cô ấy đã thành thành viên của nhà tôi rồi. An Tuyên không kìm được sự ngạc nhiên, biểu lộ có hơi quá đà. Người nhà, ý của cậu là... Hoàng Ngân nhận thấy sự sốt ruột của An Tuyên thì mỉm cười. Không phải như ý cậu đang nghĩ đâu. Chu Nhi được cha mẹ tôi thương, nhận làm con gái nuôi. Cô ấy bây giờ là người nhà của tôi. Không hiểu sao, sau khi nghe nói Dành Dành chỉ là em gái nuôi của Hoàng Ngân, thì lòng An Tuyên nhẹ nhõm đi nhiều. Tiện thể, anh hỏi thêm một câu mà mình thắc mắc từ đầu buổi tới bây giờ. Vậy em gái nuôi của cậu đâu rồi? Cô ấy không có ở nhà sao? Thì cổ dạo này học đàn với một thầy giáo. Có lẽ nói tên cậu, cậu sẽ biết đó. Đại Vệ. Đúng là nghe thấy tên thì An Tuyên đã rất bất ngờ. Hôm trước, anh với hắn ta xém đánh nhau một trận ở khách sạn. Vì anh ta dám chọc ghẹo phụ nữ ngay trước mặt anh. Đại Vệ à? Cái tên cặn bã đó, sao cậu lại để cho Chu Nhi học đàn cùng cậu ta? Cậu không có sợ sao? Hoàng Ngân nhún vai đáp. Tôi có nói với Chương Nhi cẩn thận với anh ta rồi, nhưng cổ nói không có sao. Đại Vệ là một người có tài nên cô ấy muốn được học cùng. Tôi và cổ dẫu là anh em một nhà nhưng cũng không đến mức có thể ngăn cản sở thích của cổ đâu. Mặc kệ cổ thôi, cổ lớn rồi chắc chắn sẽ tự chịu trách nhiệm được. An Tuyên lòng nóng như lửa đốt, còn Hoàng Ngân vừa nói vừa thăm dò phản ứng của bạn. Nhìn An Tuyên nhấp nhõm như vậy, nghĩa là có quan tâm không ít đến Dành Dành. Vậy có nghĩa là những kế hoạch của Dành Dành không phải vô ích rồi. Hoàng Ngân nửa vui cho cô, nhưng một nửa cũng buồn cho mình. Anh cũng thương cô mà. Trời không được đẹp cho lắm, thành đô đang vào mùa mưa, nhưng kế hoạch tiếp cận An Tuyên thì không thể nào chậm trễ được. Một phút chậm trễ để dục mất đi người thương thì hối không kịp. Vì vậy, tranh thủ lúc sáng sớm trời lạnh ráo một chút, Dành Dành gọi xe đi đến nhà của Đại Vệ. Nhà của Đại Vệ chỉ là một biệt thự nhỏ, khá giản dị và anh chỉ sống có một mình. Dành Dành định bấm chuông cửa gọi người thì thấy cổng không khóa. Cô nghĩ hôm qua Đại Vệ về khuya đã quên khóa cửa nên tự tiện đi vào. Biệt thự cổ có 3 tầng và nhiều phòng, trong đó phòng khách là rộng nhất. Thay vì một bộ sofa để tiếp khách như người khác, thì Đại Vệ để một cái đàn dương cầm, sát vách là 2 băng ghế để cho khách có thể ngồi thưởng thức. Vừa mới bước vào, Dành Dành đã bị dọa cho phát quản khi một khung cảnh khá hỗn loạn bày ra trước mắt. Trên đàn, dưới đất là những mảnh áo quần bị chủ nhân cởi ra và quăng bừa bãi. Cái áo ngực nằm dắt ngang ở trên những phím đàn làm cho Dành Dành đỏ mặt. Cô đoán chừng mình đã đến không phải lúc, liền nhón chân định quay người bước đi. Tuy nhiên, còn chưa kịp nhích một ngón chân nào thì bên trong đã truyền ra tiếng phụ nữ đang nổi giận. Cậu dám lợi dụng tôi! Cậu đúng là đồ tồi! Dành Dành nghe mấy tiếng bóp chát, sau đó là giọng của Đại Vệ nhỏ nhẹ vang lên. Tôi xin lỗi, tôi sai quá mà. Thục Anh, nghe tôi giải thích. Nghe được cái tên Thục Anh đã khiến cho Dành Dành bàng hoàng đứng ngay lại. Mắt cô mở lớn, sáng ngời vui vẻ vì không ngờ lại có thể bắt gặp cái khoảnh khắc xấu hổ đáng nhớ này của tình địch. Dành Dành không đi nữa mà quay lại với cây đàn,
thong thả ngồi xuống đánh một bản. Thục Anh quấn cái mền mỏng, hậm hực bước ra ngoài, vừa đi vừa lượm lại trang phục của mình ở dưới đất. Cậu tồi lắm, tôi không ngờ cậu lại như vậy. Đừng có giận mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, tôi... Cả hai người như bị điểm huyệt đứng yên bất động khi thấy Dành Dành đang ung dung đánh đàn ở phòng khách như không có chuyện gì. Cũng may, đại vệ đã mặc kịp cái quần vào, vì vậy anh xung phong đi ra lượm hết đồ cho Thục Anh. Dành Dành chìm đắm trong âm nhạc, coi như không biết chuyện gì đang xảy ra. Thục Anh vừa lo vừa giận, giật lấy đồ trên tay của đại vệ rồi quay ngược vào phòng ngủ. Một lát sau, cô ta lén lút bỏ đi khỏi nhà của đại vệ, mắt vẫn còn chăm chú nhìn Dành Dành. Đến lúc cô ta bước ra cổng, thì Dành Dành mới dừng đàn, quay mặt nhìn cô ta một cái rồi mỉm cười. Thục Anh thất kinh ngạc nhiên xen lẫn lo sợ. Cô nhận ra người phụ nữ đang ở cùng đại vệ là con bé bấy lâu nay bám theo An Tuyên. Bây giờ còn bắt gặp cảnh cô qua đêm với đại vệ. Như vậy thì hỏng hết rồi. Đại vệ dĩ nhiên không biết chuyện này. Sau khi tiễn Thục Anh đi thì vào gặp Dành Dành, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không mấy quan tâm, lại tiếp tục đánh đàn. Đại vệ đến cạnh cô kiếm chuyện để nói. Cô hôm nay tới sớm vậy? Dành Dành dừng đàn, cô thong thả nhìn đại vệ. Bạn gái của anh đó à, cô ấy xinh đẹp đó. Đại vệ cười buồn, ngồi xuống cạnh cô. Không phải bạn gái, cổ chỉ là người tôi yêu, còn cổ thì không. Dành Dành biết rõ, tuy nhiên vẫn muốn hỏi anh để anh có thể thân thiện với nhau hơn một chút. Thật không ngờ một kẻ đào hoa như anh lại biết yêu đơn phương. Tại sao anh không tiến tới với cổ? Bây giờ hai người đã ngủ với nhau rồi, không lẽ anh không có muốn chịu trách nhiệm với cổ hay sao? Đại vệ thở dài. Tôi rất muốn làm cái điều đó. Nhưng cô ấy đã có hôn phu rồi. Tôi không có tiền, không có địa vị, không thể tranh giành với người ta để cướp cổ gì. Anh yêu cô đó nhiều tới như vậy sao? Đại vệ nhìn vào mắt của Dành Dành, không ngại mà khẳng định ngay. Phải, tôi yêu cổ rất nhiều. Dành Dành thôi mỉm cười, mặt trở nên nghiêm túc. Vậy được, chúng ta hãy hợp tác với nhau đi. Chỉ cần tôi có thể trở thành vợ của An Tuyên, thì Thục Anh chắc chắn sẽ thuộc về anh. Đại vệ ngỡ ngàng, anh quên mất Dành Dành từng nói cô muốn trở thành vợ của An Tuyên. Thấy đại vệ còn lưỡng lự, Dành Dành nói tiếp. Hạnh phúc của mình không tự giành lấy thì còn đợi ai? Trên đời này đừng có mong chờ vào thứ gọi là thuận theo tự nhiên nữa. Anh chỉ đau khổ thêm thôi. Một cô gái 18 tuổi lại có thể nói ra được những lời mạnh mẽ thông thái như vậy. Đây là lần đầu tiên đại vệ gặp được người như vậy. Anh cuối cùng cũng bắt tay cô, chấp nhận cùng cô dấn thân vào con đường giành lấy tình yêu. Sau thời gian miệt mài luyện tập, thì cuối cùng Dành Dành cũng gặt hái được quả ngọt. Vị phu nhân cao quý mà cô nhắm tới, cuối cùng cũng đã ý đến cô. Bà Hoài Thư chính là khách quen của nhà hàng. Mỗi tuần 3 lần, bà đều đến nhà hàng Rose để uống trà cùng các vị phu nhân khác. Một phu nhân nhìn về phía nhạc công rồi tấm tắc khen. Hình như nhà hàng đã thuê nhạc công mới. Cô bé này vừa xinh đẹp lại còn đàn rất hay. Nối tiếp lời khen của phu nhân nọ, một người khác cũng khen. Phu nhân nói thì tôi mới nể ý. Đúng là đàn rất hay. Đều là những bài rất thịnh hành ở bên Tây. Bà Hoài Thư đặt tách trà xuống bàn, ngoái nhìn nhạc công. Dành Dành nền nã trong một chiếc đầm dài chấm mắt cá, vải trắng ngà, kính cổng cao tường, nhưng vẫn giữ được cái nét nhẹ nhàng thanh tao. Bà Hoài Thư nói, còn trẻ đó, nếu An Bình của tôi còn sống, chắc con bé cũng tầm tuổi này. Bà Hoài Thư hoài niệm về chuyện cũ. Những vị phu nhân khác vội vàng động viên. Thôi, chị đừng có buồn. Có lẽ An Bình bây giờ đã đầu thai vào một gia đình tốt rồi, sống một cuộc đời mới thật là vui vẻ rồi đó. Một phu nhân lên tiếng hỏi. À mà,
Sắp tới là sinh nhật của chị. Chị có sắp xếp gì đặc biệt cho chương trình văn nghệ không? Năm ngoái chị đã mời được danh ca Thúy Loan tới. Thật sự em rất là ấn tượng. Bà Hoài Thư thôi không nhìn Dành Dành nữa. Bà mỉm cười nâng tách trà của mình lên. Nhẫn nha nhấp một ngụm, nụ cười đầy ẩn ý. Buổi trà chiều kết thúc, Dành Dành cũng kết thúc ca làm của mình. Khi cô định rời đi thì có một người phục vụ đến tìm. Thưa cô, ở đằng kia có một vị phu nhân muốn gặp cô. Dành Dành nhìn theo hướng chỉ của nhân viên, cô nhận ra đó là phu nhân Hoài Thư. Trong lòng vừa vui là vừa lo, cô bước đến chỗ của bà, lễ phép cúi đầu chào. Dạ, xin chào phu nhân. Phu nhân cho tìm tôi. Bà Hoài Thư gật đầu, ánh nhìn hiền hòa đáp lại Dành Dành. Ừ, cháu ngồi đi. Dành Dành không câu nệ mà ngồi xuống đối diện. Bà Hoài Thư ngắm nhìn cô một lúc rồi lại hỏi. Cháu tên là gì? Dạ, thưa phu nhân, tôi tên là Chu Nhi. Chu Nhi, cái tên nghe thật là đáng thương. Chu Nhi, cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 18. Bà Hoài Thư gật đầu, trong ánh mắt lại gợi một nỗi nhớ thương. Con gái của bà đã mất năm 8 tuổi vì bị đuối nước. Cho đến bây giờ, bà vẫn không nguôi nhớ về con gái của mình. Trùng hợp, Dành Dành lại cùng tuổi với An Bình, nên càng khiến cho bà có thiện cảm với cô hơn. Dành Dành thấy bà Hoài Thư rưng rưng sắp khóc, thì lấy khăn tay trao cho bà. Phu nhân, người có chuyện gì buồn sao? Không biết tôi có thể giúp gì cho phu nhân. Hoài Thư nhận lấy khăn tay, cười gượng đáp. Ta xin lỗi, ta chỉ đang nhớ về con gái của mình. Thôi, không nghĩ chuyện quá khứ nữa đâu. Ta gọi cháu tới là muốn nhờ cháu một chuyện. Cháu có thể đến làm nhạc công trong bữa tiệc sinh nhật của ta không? Dành Dành nghe tới đây thì vui không tả xiết. Cô còn mong chờ gì hơn nữa. Mục đích của cô đến đây cũng chỉ là muốn có thể tiếp cận được bà. Bây giờ bà còn chủ động tìm cô. Cô muốn biểu diễn trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Đúng là cầu còn không được nữa là. Dành Dành xúc động. Dạ, được phu nhân ưu ái thế này thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Tôi rất sẵn lòng tham gia, thưa phu nhân. Bà Hoài Thư có vẻ rất hài lòng trước sự lễ phép và nhiệt tình của Dành Dành. Bà cười và đáp. Tốt lắm. Vậy 3 ngày nữa, cháu đến biệt thự Khang Điền ngang. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối. Nhưng ta nghĩ cháu nên đến sớm hơn để có thể làm quen và chuẩn bị. Nếu có thể, hãy đến sớm và nói chuyện cùng với ta. Dành Dành gật đầu rất nhanh. Dạ, cháu nhất định sẽ tới sớm. Bà Hoài Thư nói xong thì rời đi. Dành Dành đứng nghiêm túc đợi bà khuất gót rồi mới thở phào một cái. Cô ngồi xuống ghế, đặt tay lên tim mình. Nói chuyện với bà Hoài Thư khiến cho cô rất run. Cô rất sợ sự giả tạo của mình sẽ bị bà Hoài Thư bóc mẻ. Nhưng thật may, bà vẫn luôn tử tế và ngọt ngào, hệt như lần đầu cô gặp bà ở bữa tiệc sinh nhật của An Tuyên kiếp trước. Đúng như lời hẹn của phu nhân Hoài Thư, buổi sáng của 3 ngày sau, Dành Dành đã đến biệt thự Khang Điền. Sau khi gia nhân vào báo tin, thì ngay lập tức sau đó cô được chào đón như một vị khách quý. Kiếp trước, cô chưa từng đến biệt thự này, bởi vậy đây là lần đầu tiên cô thấy một căn nhà lớn đẹp đẽ như cung điện hoàng gia giữa mảnh đất đắc địa nhất thành đô. Sân trước của biệt thự thật sự đủ rộng rãi để có thể chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời với hơn 200 mâm khách. Gia nhân chịu trách nhiệm đốc thúc kiểm soát những nhân viên mặc đồng phục của nhà hàng bố trí bàn tiệc. Người ra kẻ vào tấp nập như hội. Hoa tươi vải đỏ chăng khắp biệt thự như thể sắp sửa đón xuân, trong khi mùa mưa chỉ vừa mới tới thành đô có mấy hôm. Ông trời chắc cũng ưu ái cho phu nhân Hoài Thư, nên ngày hôm nay trời nắng ấm đẹp đẽ sau những hôm mưa dầm dề. Bà Hoài Thư đang đứng trên hành lang, tay dòng trước ngực theo dõi toàn cảnh công việc chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 50 của mình.
đối với một phụ nữ 50 tuổi thì nhan sắc của bà Hoài Thư quả là trẻ hơn nhiều. Bà sống hạnh phúc, an nhàn cùng chồng và hai người con trai cả An Vinh, con trai thứ An Tuyên. Nói đến đây thì cần phải kể thêm, An Tuyên tuy là con trai thứ nhưng lại được cha dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành người thừa kế. Còn An Vinh từ nhỏ tính tình đã hiền lành, nhút nhát, không quyết đoán cũng không thông minh như em trai, nên cuối cùng dù là anh cả nhưng gánh nặng lại đổ hết lên vai em trai là An Tuyên. An Vinh lớn hơn An Tuyên 2 tuổi, hiện tại đã kết hôn với một giáo viên và có cuộc sống yên bình ngoài ngoại ô. Dành dành nhìn thấy phu nhân Hoài Thư bước chân nhanh hơn, cô quay đầu chào rất lễ phép. Thưa phu nhân, tôi đã tới. Phu nhân nhìn cô, ánh mắt ngọt ngào trìu mến. Cháu tới rồi à? Nè, chúng ta lên lầu và xem qua sân khấu biểu diễn tối nay của cháu nghe. Bên trên lầu 1 có một ban công lớn mở rộng vươn ra bên ngoài trở thành một sân khấu lý tưởng. Ở trên ban công đã có các nhạc công khác như vĩ cầm, saxophone đứng tụ họp với nhau để tập dượt chương trình. Cây đàn dương cầm đẹp đẽ đã được đặt trang trọng ở trung tâm sân khấu với rất nhiều hoa tươi. Nữ danh ca Ngọc Lan và nam danh ca Quốc Tuấn cũng đã có mặt để tập duyệt cùng với ban nhạc. Đúng là một bữa tiệc sinh nhật xa hoa nhất mà Dành Dành từng thấy. Bà Hoài Thư nhỏ nhẹ lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Dành Dành. Cháu xuống lầu uống trà với ta nghe, chúng ta nói chuyện thêm với nhau một lúc có được không? Dành Dành ngạc nhiên hơn nữa, cô lắp bắp. Dạ được. Dành Dành biết bà Hoài Thư rất tốt bụng, nhưng ở kiếp trước bà không đối xử tốt với cô như thế này. Thực ra là bà đã rất để tâm đến cô. Cô nhớ về đêm sinh nhật của An Tuyên ngày đó. Trước khi bà Hoài Thư rời đi cùng với ông An Hưng thì đã từng nhìn cô rất trìu mến mà nói. Lúc nào rảnh, đưa Scarlett về nhà chơi nghe An Tuyên. Lòng Dành Dành dở ra nhiều điều. Từ lúc cô được hồi sinh, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi, đó là sự gặp gỡ của cô và những người xung quanh. Cô không học trường âm nhạc, nhưng cô vẫn gặp được đại vệ. Và bây giờ, cô lại được nhận lời mời của phu nhân Hoài Thư, giống như điều từng xảy ra ở kiếp trước. Mọi nhân duyên và số phận vẫn còn đó. Chỉ có điều nó đang giúp cô đi đúng hướng hơn, tốt đẹp hơn. Đến bây giờ thì đúng là như vậy. Phòng sách của phu nhân Hoài Thư nằm ở phía đông của biệt thự. Cửa sổ hướng ra vườn hoa hồng thắm sắc. Phu nhân thật sự rất yêu hoa. Phòng không có quá rộng, chỉ có một cái ghế bành đủ ngả lưng, nhiều sách và một cái bàn nằm ở góc phòng, vừa đủ đón nắng, vừa có thể nhìn thấy bất cứ ai bước vô phòng. Căn phòng tràn ngập tri thức và sự tinh tế của phu nhân khiến cho Dành Dành nhớ đến phòng sách của An Tuyên. An Tuyên chắc chắn đã thừa hưởng điều này từ mẹ của anh. Phòng chỉ có một cái ghế bành để ngồi, nên phu nhân đã mời Dành Dành ngồi cùng với mình. Thấy phu nhân nhiệt tình, nên Dành Dành cũng không có câu nệ mà ngồi chung với phu nhân. Bà thấy Dành Dành cứ ngắm nghía mãi những kệ sách của mình thì hỏi. Cháu cũng thích sách sao? Dạ, cháu không có được đi học. Kiến thức mà cháu có được đều là nhờ đọc sách. Ủa, cháu không có được đi học à? Tại sao? Ta đã nghĩ cháu là một quý tiểu thư của một gia đình trung lưu nào đó chứ. Dành Dành cười buồn lắc đầu. Cô nhìn xuống những vết chai trên bàn tay của mình mà đáp. Dạ không, cháu thực ra chỉ là một cô bé quê mùa. Năm xưa cháu có duyên được làm bạn với một vị thiếu gia. Anh ấy đã chỉ cho cháu đọc và viết để có thể cùng anh ấy đàm đạo về văn học, về kiến thức. Vị thiếu gia đó là người thầy đầu tiên của cháu. Ánh mắt Dành Dành long lanh khi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc mà cô với An Tuyên có được ở biệt phủ Hưng Thịnh. Bà Hoài Thư bằng sự từng trải của mình nhìn qua đã biết cô có tình cảm với chàng trai đó. Bà mỉm cười,
cảm thấy như đang trở về kỷ niệm thời thanh xuân của mình. Bà cũng đã từng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Bà được gả cho ông An Hưng từ sớm. Tuy nhiên, vì nhiều biến cố lịch sử, xã hội mà bà với ông cách xa nhau nhiều năm. Cuối cùng, khi ông và bà 20 mấy tuổi mới lấy nhau và sinh con, bà thương ông An Hưng cũng vì ông là người thầy đầu tiên của bà, là người chỉ dạy cho bà thành một quý cô vừa có tài vừa có sắc, được người người kính trọng. Mối tình của bà và ông An Hưng phát triển từ tình bằng hữu trở thành tình yêu. Vậy bây giờ cháu và người thầy đó như thế nào rồi? Dành Dành ngượng cười. Dạ, tụi cháu đang tạm xa nhau. Bà gật đầu ra điều đã hiểu, xong lại muốn biết thêm nhiều hơn về Dành Dành. Vậy còn việc học đàn, một cô gái tầm thường sao có thể tham gia lớp học dương cầm được? Dành Dành đã chuẩn bị câu trả lời để đáp lại phu nhân. Dạ thưa, cháu đến thành đô và làm con gái nuôi của ông bà Hoàng Minh. Hiện tại cháu sống cùng với họ ở phủ Sen Vàng. Cháu học dương cầm qua một người thầy, người đó là sinh viên trường âm nhạc. Dành Dành thành thật nói hết mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ bí mật nào, dù cho nó có là điều tồi tệ. Người thương mình thì sẽ vẫn thương mình, còn người không thương mình thì sẽ xa lánh mình. Cô học được điều đó ở kiếp trước, nên ở kiếp này, cô luôn đánh cược các mối quan hệ vào trò chơi nói thật của mình. Cô không muốn ai đó có thể dùng điểm yếu về xuất thân của cô để rồi làm hại cô thêm một lần nào nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Môi Son Màu Huyết Dụ, tác giả Hoài Thư. Lam Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 9.